Dạ con chào chú Trấn Thành, chào chú Trường Giang, chào MC Ngô Kiến Quy. Con tên là Hồng Điểm, con năm nay 17 tuổi. Cao mét nhiêu? Dạ 79. Wow. Ơi, mới 17 tuổi 79. Đi thi hoa hậu. Wow. Khỏe hơn chưa? Khỏe hơn. Thanh xuân, thanh xuân. Dạ em chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành. 5 triệu. Triệu like. Dạ con chào chú Trấn Thành, chào chú Trường Giang, chào MC Ngô Kiến Quy. Con tên là Hồng Điểm, con năm nay 17 tuổi. Cao mét nhiêu? Dạ 79. Wow. Ơi, mới 17 tuổi 79. Đi thi hoa hậu. Bây giờ chỉ cần là làm đẹp cho bản thân mình tí, giảm cân thì mới đi thi được, chứ còn vậy là chưa đâu. Dạ. Nhưng mà mặt là có nét hả? Có nét hoa hậu đó. Ờ. Rồi, thi nha. 60 giờ thời gian bắt đầu. La 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 la. Ý nước, nước độc. Ý về hái cho bà ngoại mình ăn. Kìa cô bé, ta là một con chó sói đang đi học, vô tình đi ngang khu rừng này. Hôm nay ta sẽ bắt người ăn thịt. Trời ơi nặng dữ. Trời ơi nặng. Ngươi là chó sói. Ngươi bao nhiêu tuổi? Sao ngươi có thể quăng ta như vậy? Chết chưa? Sói. Dậy. Dậy mày. Dậy. Mày dậy chưa? Mày chưa dậy. Tao biết mày vẫn chưa dậy. Mày dậy chưa? Chưa dậy. Mày đứng dậy cho tao. Hết thời gian rồi. Trời ơi trời. Mới khen nó hoa hậu. Mới khen nó hoa hậu nó làm cái tôi muốn xỉu luôn thiệt á. Tại sao nó không cười? Tại vì cái thứ nhất, bạn này không phải là người dị dạng tới mức độ là quá cao hay là quá mập để tạo ra cho khán giả cái cảm giác là con khiên bạn này không nổi. Cái thứ hai, nếu muốn cho khán giả cảm thấy là khiên bạn này không nổi thì con phải diễn sau đó, chứ không phải là khiên bồng lên rồi mới nói nặng. Cái thứ ba, nếu muốn ta cười nó thì cái độ chênh lệch giữa hai cái cơ thể này nó phải khác nhau rất nhiều. Con phải lùn hơn nữa, nhỏ con hơn nữa, gầy guộc mà ra làm thấy ghê lắm. Ta là con sói, ta sẽ khiêng người về hang động. Có ta đây. Sao mày nặng dữ vậy? Sói xỉu. Xong cô ghé giác sói về. Hôm nay chúng ta có món lẩu sói nướng nha. Gì đó, có thịt sói nướng hay cái gì đó, hiểu không? Thì nó phải tương phản về cái hai cái cơ thể thì mới cười được, chứ còn nếu mà vậy thì thôi không làm được. Đây, hãy theo hướng mũi tên. Wow. Khỏe hơn chưa? Khỏe hơn. Thanh xuân, thanh xuân. Một làn gió mới. Thanh xuân chịu. Nhung nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 94 ạ. 94 là nhiêu tuổi em cộng trừ giùm tụi dạ, anh đi. Anh Giang đoán được coi em sinh năm em bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 94 á. 22 23 tuổi gì đó. Trời ơi đúng rồi, anh Giang nói đúng rồi. Ủa trời anh biết đọc, dạ. Anh biết học luôn, anh có học đó, có hồi xưa có học đấy. Rồi mình đang làm gì? Dạ em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Hoa Sen ạ. Có làm MC văn nghệ trong trường không? Dạ cũng có tham gia một số hoạt động văn nghệ trong trường. Vậy hả? Dạ. Giọng đẹp. Ừ. Mặt xinh. Mặt xinh. Mặc cái váy đẹp luôn. Chịu. Thấy ưng nhẹ rồi đó. Rồi bây giờ sao? Anh nói thêm gì chút xíu nữa cho em bước luôn. Có bồ chưa? Dạ dạ chưa. Chưa có bồ. Trời ơi xin vậy mà chưa có bồ. Lý do? Có ai để ý em chưa? Dạ cái này em cũng không biết, nhưng mà tại vì cũng tập trung lo học, với lại em cũng có đang làm thêm nữa nên cũng không có thời gian để ý là sẽ kiếm thêm bạn đồng hành với mình. Sợi em có để ý ai chưa? Dạ có rồi, có đủ chưa? Đủ Luật ơi. Ừ, gì hỏi em nói vài câu đi Luật. Ừ quay bên kia nè. Người ta không thành đạt.
vụ của hai doanh nghiệp. Đứng hình rồi. Em cho anh coi mặt tiền xíu. Ta kêu hỏi không hỏi cười hoài. Cái gì? Đúng không? Ừ. Thì hỏi chứ bây giờ hỗ trợ cho em nó bớt căng thẳng. Em đúng thấy, không? Em thấy anh Luật bớt hỏi hơn hồi xưa rồi. 60 giây bắt đầu. Thằng ai chưa? Em rất tự tin khi em nói câu đó. Được rồi em, anh thấy đủ đủ rồi đó. Thi đi em, thi lẹ đi còn đi vô nữa cưng. Dạ. Rồi, 60 giây cho em đến từ Đại học Hoa Sen bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn, mình đến với chương trình này là nhờ vào sự động viên của mẹ mình. Mẹ mình nói hả, mày mà đi thi, khán giả cả nước cười vô trong cái bản mặt mày. Nghe xong cô nói đó, mình rất tự tin vô cùng. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy chưa yên tâm đâu. Mình mới hỏi ba, ba ơi, con gái của ba ngoài xương mặt, gương mặt xinh đẹp và dáng hình chuẩn ra, còn điều gì tuyệt vời nữa không ba? Ba mình mới nhìn mình từ đầu xuống chân rồi nói là con cũng có khiếu hài hước lắm luôn á. Trời ơi, vậy là mình cảm thấy tự tin vô cùng hơn nữa. Mà chưa hết đâu nha, còn anh người yêu của mình nữa, sau khi biết tin là mình sẽ lên tivi, ảnh vội vàng leo lên cột điện, cắt hết dây cáp truyền hình từ đầu đường tới cuối đường. Nhưng mà mình mới nói với ảnh là bây giờ người ta coi trên YouTube là chủ yếu thôi. Hay là ảnh mới chạy ra biển, thuê ngay một bộ đồ lặn, cộng thêm một cái kịp bự thiệt bự vậy nè, rồi lặn xuống biển làm gì không biết nữa. Cái sáng hôm sau, báo chí đưa tin một nam thanh niên vô tình tử vong trong khi giành đồ chơi với cá mập. Anh ơi, em nói xong rồi. Cái này là những mẫu chuyện ngắn vui trên mạng hoặc lên báo, nó phù hợp để đọc, hiểu không? Yeah. Chứ nó không phải là một cái kịch bản để trình diễn. Nó khác nhau ở chỗ đó, mình đọc mình ngẫm bắt cười, mình tưởng tượng ra bắt cười. Yeah. Còn khi xem là những cái em đã tưởng tượng, em phải diễn cho tụi anh thấy, hiểu không? Dạ. Ừ. Cái này nó mang hơi hướng là nụ cười mực tím. Ừ, nụ cười rùa vàng rồi đó cưng. Nha, nó nằm ở cái mức nhẹ nhẹ, mình đọc mấy màu chuyện nhỏ thôi. Ok, anh ghi nhận sự thanh xuân của em. Dạ. Rẹo trắng, áo quần rẹo vàng. Dạ, em chào anh Tường Giang, chào anh Trứng Hồng. 5 triệu. Triệu like. Đẹp, tươi, học sinh hay là mặc áo dài trắng? Dạ, tại em thích áo dài. Ừ, em là sinh viên chưa? Dạ, em là nhân viên quản lý của công ty ạ. Công ty gì? Dạ, công ty của nước ngoài ạ. Về cái gì? Về giày dép. Tóc đẹp quá thiệt, hay là em nói hay là sao? Dạ, nói. Nói thiệt gì cũng đẹp được rồi. Ờ, thì nói tóc thiệt. Thì đó đúng rồi. Ờ. Nay đi một mình hay đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với chị hai. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Dạ, mẹ em. Dạ, chào bác gái. Rồi, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 20. Trời ơi, đúng tuổi luôn á. Cái tuổi mà gọi là trẻ trung á. Trẻ trung nên bởi vậy mới đẹp, mới xinh, mới thi đi. Tao mới kiểm soát rồi nè. Em có muốn tập trung tư tưởng không hay là thi luôn? Dạ, em thi luôn anh. Thi luôn ha? Dạ. Sẵn sàng nha. 60 giây. Bắt đầu. Mới đi học về để coi TV hôm nay có gì. Chuyển kênh. Chuyển kênh trước. Chuyển hai kênh. Chuyển kênh trước khi chuyển kênh. Gọi gì sao nghe gì hết vậy trời. Tăng volume 2 nứt. Tăng volume 1 nứt. Nứt nữa. Rồi gì vậy? Đâu có mua khung hình đâu mà sao đưa hai mặt lòng khung 3D lên đây vậy trời. Ai đã lấy cái đĩa bay của hai ông này trả lại cho ông về hành tinh của hai ông giùm. Trời ơi, em chọc vậy mà cũng không cười nữa. Khó khăn quá mà, nói vậy mà cũng không cười nữa. Thôi về, phải quên. Còn thời gian quá trời kìa bé. Trời, vậy giờ sao? Vậy má, diễn vậy mắc cười hả? Muốn là người lập ra một trường phái hài mới hả? Hả? Hài học hận hả? Giờ cái này muốn cười là phải có một bạn ngồi đó nha. Dạng như là bạn thân nha, hay là người yêu mới. Về anh mở TV em coi coi. Ờ, chuyển kênh. Chuyển kênh.
Chuyển hai kênh. Chuyển cái kênh trước khi chuyển kênh. Chuyển cái kênh trước khi và sau khi chuyển kênh. Quăng cái kênh kia ngồi tức quá cầm. Mày tự mày coi mở đi. Nội điên quá nó chịu em hết nổi rồi đúng không? À, người yêu chứ không phải bà nội. Ví dụ vậy ít ra còn có cái để người ta hình dung ra được. Chứ còn em một mình em ngồi em nói làm sao mà ai hình dung ra được cái chuyện gì đâu vui. Mày mốt nghĩ mấy cái khác nha. Nghĩ cái nào vui vui chiếu, nghĩ cái gì không vui không à. Thôi, bây giờ về hãng đi cưng. Đâu phải. Vi Diệu. Dạ em chào anh chị ạ. Em biết không, em vừa bước ra chị hả họng luôn á. Giống như món quà mà ban tổ chức thân tặng. Đẹp, dễ thương, chọn Diệu. Đầm hợp lý. Ờ thích, giờ mới Diệu. Sao Diệu. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Cưng lắm, nè đừng làm tôi thất vọng. Làm ơn khen đẹp thì diễn cho đẹp ngang. Tên gì? Dạ em tên Lý Gia Hoàng ạ. Dễ dạ. thương quá, giọng ngọt nữa. Diệu tuổi, nữa. Nhiêu tuổi? Dạ em 22 tuổi. Chết thôi. Đang đi học hả? Dạ. Nè, nãy giờ món quà màu hồng xuất hiện, không khí rung động, bây giờ làm cho tụi tôi rung động đi, đừng làm rung sợ. Đang cưng rồi nha, đang cưng rồi, đang cưng. Đó, làm, làm. Rồi bạn ơi, 60 giây, bắt đầu. Thật tình cờ nhặt một bông hoa, thấy buồn buồn ngắt từng cánh hoa. Yêu, không yêu, yêu, không yêu. Rồi tình cờ nhặt một bông hoa thứ hai, thấy buồn buồn ngắt. Đúng rồi. Đó là hai đứa hai bật cười. Phải không? Trời ơi. Nè, tôi đề nghị ai đó bắt chốt của MC này. Tức quá. Trời ơi, sinh nhật mấy triệu. Tại sao tôi đã ráng tôi gồng lại tôi không cười rồi. Nó không có cái gì mắc cười hết. Bạn nghe, bạn là hiện tượng dư chấn. Từ nãy giờ tôi với bà chị tôi đã chịu đựng quá nhiều những cơn bạo động. Cô Phong tới đây tôi sợ nó tán vô mặt tôi nữa. Không ý kia. Mà tôi đã dặn rồi, không có được sai nữa nha. Mà nó phóng tới đây là tôi sợ rồi. Ai ngờ nó ngồi xuống. Tôi tưởng nó làm gì. Nó tiếp tục hát thêm bài hát dở ẹt. Rồi bà ngồi bà lặt bông. Một bông, hai bông. Ngồi gác bông qua thứ hai. Hỏi sao không chịu. Đúng không? Đang khen đẹp lung linh, món quà tới làm y chang. Nhưng mà báo cho biết hung tin là nãy hơi sai sai nha. Ăn 2 triệu may mắn đó nha. Rồi vòng 1 hơi sai rồi. Hơi sai. Vòng 2 em đi tiếp hay ngừng lại ở 2 triệu? Chúng tôi sẽ bình tĩnh lại chứ hả? Bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ, đi tiếp ạ. Đi tiếp. Dạ. Rồi. Và 60 giây dành cho bạn bắt đầu. Rồi tình cờ nhặt một bông hoa thứ ba. Bà không. Bà bỏ nửa đời người ra để lụm bông hoa hả? Hồi nãy bà lụm hai bông. Bây giờ bà rảnh bà lụm cái bông thứ ba. Rồi chừng nào cái rổ bông mới hết. Không được rồi, cái này lên khán giả chửi tôi chết. Thiệt có bị dư chấn. Hồi nãy là ăn may, nhưng trường hợp này là thông minh. Em nắm được cái điểm yếu của tụi tôi. Và bản thân nó không phải là một điểm yếu đơn giản được đẻ ra, mà nó xuất phát từ cái hồi nãy. Là mọi người đã hiểu là hai cái người này quải vì em lạc hai bông hoa rồi. Yeah. Bây giờ em ra em tưởng em làm cái gì đúng không? Em bắt được cái tình huống này, em lặt tiếp một bông thứ ba. Chịu. Chịu. Riêng cái này hợp lý. Đúng. Không có sai. Đúng. Vô. Mười triệu. Cô gái lặt hoa nha. Lặt ba bông được 10 triệu. Vô vòng ba mà bà lặt tiếp là tới phiền tôi nha. Em xuống luôn đó. Tôi lặt lại đó. Sao cưng? Rồi lặt tiếp không hay là lấy 10 triệu? Mười triệu lớn nha.
yêu, không yêu. Đi tiếp hay ngừng lại? Dạ lại tiếp. Giỏi. Đi tiếp. 60 giây bắt đầu. Rồi tình cờ nhặt một bông hoa thứ ba, thấy buồn buồn nhặt từng cánh hoa. Yêu, không yêu, yêu, không yêu. Ủa anh chị vẫn không có cười vậy? Dạ vậy bây giờ em hát bài Triệu Đóa Hoa Hồng nha. Triệu Đóa Hoa Hồng á? Hát được triệu đó thì tôi cười. Lạc đi cưng. Cỡ 1 triệu lần chứ mấy. Cố lên 13. Lạc tiếp, hát tiếp đi cưng. Lạc tiếp đi. Lẹ nhanh. Lạc bóng thứ tư đi. 2, 3. Rồi tình cờ nhặt một bông hoa thứ. Hết hoa rồi. Nhặt miết à. Bác nhắn nghe nè bé. Sáng đi có uống đúng thuốc không? Hay là bác kiên trì dạ. lắm. Bác nhặt tiếp. Em á, nè em. Em là một cái trường phái hài mới nữa nha. Em là hài đội lốt. Em đội lốt một cô bé dễ thương. Em chất chứa trong con người em là một cô bé lạc hoa. Ha, bà man lắm. Nha, cái bà đó bà chỉ lạc hoa thôi. Mà tại sao lúc đó ra đánh lừa thị giác của tôi? Ha, tôi tưởng cái bình thường. Ai ngờ tôi đã dặn vòng ba không được lạc quan nữa, dẫn xuống lạc. Tôi còn đe dọa tôi nữa, triệu đó hoa hồng định lạc tới 1 triệu đó hả? Sai. Chiến thuật này dạ, sai. Dạ tại vì là em mặc đồ màu hoa hồng, cho nên là em hát bài hoa hồng luôn. Thật ra hồi nãy anh nói vậy nè, nếu em nắm được cái điểm yếu này, em có thể tạo ra một tình huống nữa. Em rồi tình cờ lạc bông hoa thứ tư. Thấy không, người ta sẽ nhìn rồi em cứ lạc. Yêu cứ miêu miêu. Rồi tình cờ lạc bông hoa thứ năm. Yêu cứ miêu. Rồi tình cờ. Ồ vẫn chưa cười à. Tôi lạc tiếp bông hoa thứ sáu. Thí dụ vậy em hiểu không? Em mà tỉnh bơ, em nắm được cái tình huống đó nữa là vẫn cười, mà em phải làm cái mặt thật kinh khỉnh như ồ, không cười à. Thì tôi lạc tiếp bông hoa thứ bảy. Thí dụ vậy thì người ta sẽ cười. Nhưng đó là kỹ thuật biểu diễn của những người. Người ta có kỹ thuật biểu diễn và người ta có cái sự bình tĩnh, quyết đoán trong tay. Riêng em, xin lỗi, em chỉ là cô bé lạc hoa. Thành tâm anh hỏi câu này, đây là trái tim của anh. Anh muốn hỏi thật, ai xúi em ra lạc hoa vậy? Dạ tự em. Rồi bên phải vào đi. Dạ em kính chào quý vị khán giả, chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành với lại chú Tiến Lực. Không có chú, anh. Dạ chào anh Tiến Lực. Sao MC mà áp đặt tới vậy? Đúng dạ rồi. Kỳ ghê vậy. Ờ kỳ vậy sao em, mà đúng không? Đúng. Dạ đúng. MC ở trên đó người ta chào dưới này mà đúng không? Đúng. Vậy sao mà áp đặt người ta? Thích. Thích cái gì? Tánh kỳ. Tánh kỳ. Thảo năm nay bao nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ năm nay em 24. Sao giọng giống người miền Trung vậy? Dạ. Giọng giống người miền Trung vậy? Dạ ai cũng nói giống miền Tây á. Nhưng mà sao anh nói miền Trung là sao? Thôi coi như anh sai đi. Dạ bây giờ em, tại lần đầu tiên em lên sân khấu cho nên em rất là rung. Em muốn ôm anh Trấn Thành một cái. Từ từ em, ôm này được á, nhưng mà em đừng có giống như là em làm thôi không, cái tâm lý cái người mà trước khi ôm em là sợ chứ, cũng sợ chứ đúng không? Ôm nhẹ nhẹ thôi, ok? Từ từ. Dạ em rất là hâm mộ anh, okay. Hầu như tất cả những cái nào trên đường. Đừng khiêu. Từ từ, mình sẽ ôm thôi, sẽ ôm thôi. Những cái nào trên YouTube em đều coi sạch hết. Coi như là anh đăng cái mớ lên là coi, mớ là cảm coi. Cảm ơn em rất là nhiều. Sợ em rất là hâm mộ anh. Cảm ơn em. Một chút xíu nữa được không anh? Tại em đăng cung quá. Bồng lên sân khấu luôn, bồng lên sân khấu. Dạ. Dạ em để dành anh Trường Giang vòng thứ hai. Để dành ha? Dạ để dành để ôm á. Oh. À mọi người ôm vòng thứ ba. Ôm nhưng mà đó. Để dành lại. Tại vì nếu như lần sau mà rung thì ôm. Hiểu, mỗi lần ôm là sẽ lấy năng lượng. Đúng rồi. Đúng không? Ok. Nhưng mà ôm anh thì rung hơn. Dạ. Rồi. Dạ bây giờ em xin phép có bạn giây phụ nữa.
Nhưng mà cho nó giới thiệu chút xíu được không anh? Thì cho ra đi. À, bé ơi bé. Bé ơi. Bé ơi ra đi con. Ủa lớn rồi. Mới quen 2 ngày. Dạ. Nói chuyện đi cưng. Dạ em chào anh Trấn Thành, chào anh Trường Giang. Em tên là Lan Uyên. Có hài, có hài lòng với chương trình không em? Đây ra thấy căng. Để ra em vô chuẩn bị. Ok dạ, rồi, tại ra thấy căng quá, anh lo, anh lại không hài lòng lắm. Rồi, 60 giây bắt đầu. Đào thiệt đó, cái đó đào thiệt đó. Ê, 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 mày đâu rồi? Ê, 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 ê. Trời ơi, ơi, điên cho mà ngọt, sao nằm mày? Bởi vậy, tao nói ăn 1 tô bún mắm thôi, ăn chỉ 2 tô bây giờ nằm. No quá nằm, nằm mà không thở. Trời đất ơi, mày nhấp thêm cái nữa tao chết tại chỗ. Trời ơi, tới rồi, đứng dậy đi, nhanh lên, nhanh lên. Khoan, trời nhưng mà có chắc chỗ này không? Đúng rồi, trời ơi, mày coi phía sau đi. Trời, nguyên cái sân bay đó, mày thấy không? Nguyên cái sân bay phía sau đó. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, tới rồi. Tao nói nghe nói, 2 bức tượng này linh lắm. Cười 1 cái, 100 triệu. Tiếp cận, tiếp cận. Tao thấy không cười là không lên rồi. Tiếp cận, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tao đâu có tham muốn tham gia đâu, tự nhiên kêu tao lên chi vậy? Mày nói chơi mày. Mày lên đi. Tao đâu muốn tham gia đâu mà vô, tao vô chi vậy? Tôi cười là tưởng bé mày. Là tại vì nó biết là thua chắc rồi. Mà nó kêu không giống như là nó hối hận vì quyết định của nó. Tao đâu muốn tham gia đâu mà kêu tôi ra đây chi cho tao nhục chung vậy. Mà nó nói chân thật lắm. Cái mặt đó, đó. Trời ơi, hai đứa em làm gì vậy trời? Vậy thấy anh run quá. Hả? Thấy anh xong rung. Trời ơi, nãy anh ôm em mà. Mày ôm bên đây. Trời ơi. Thôi, làm nó làm. Thôi, bỏ đi, đừng nghĩ tính gì hết nữa. Rồi, giận hai con, đang vui. Thiệt, đang vỡ. Đang vui. Đi không? À, hỏi dạ. Nó đi chính mà em đi phụ thôi. Ta hỏi bên đây mà. Ờ. Được, đúng không? Ta hỏi bên đây, đúng không? Rồi, rồi, rồi. Dạ. Tiếp không anh? Tiếp. Nếu muốn tiếp là phải làm cho nó chắc lại, nó rõ ràng ra. Chứ hồi nãy là cứ nhòe 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 mà không hiểu tụi em làm cái gì hết. Dạ. Và những cái nào mà cảm thấy thừa thải á, lướt qua cho nó nhanh để đến cái đoạn mà cần cười á, hiểu không? Dạ, thì tiếp. Thì tiếp. Rồi, chuẩn bị đi. Hỏi ý tao chưa? Hỏi ý tao chưa? Duyên nữa, nhỏ này duyên nữa, mày hỏi ý tao chưa? Vậy là cười rồi. Vậy là cười rồi. Không, hồi nãy nè. Hồi nãy em đừng nói gì hết, kêu bấm chuông 60 giây. Cái con bé này kêu diễn đi. Diễn đi. Diễn. Mày hỏi ý tao chưa? Đó là cười liền. Nãy giờ mày thi cái mình mày muốn ta. À. Em hiểu không? Hỏi ý tao chưa? Giờ tao không thi nè, tao đi vô là chết rồi. Gì sao anh thấy em cái anh nhảy nhảy ghê vậy? Em đang rung anh nhảy hết muốn diễn. Em biết cái giọng. Xin lỗi em, xin lỗi em. Ok, ok, xin lỗi em. Ok, xin lỗi. Rồi tại sao em ôm anh mà anh lại nhìn thấy nó mà anh phấn khích là sao? Không phải, tại... Ok, anh xin lỗi em luôn, ok. Anh xin lỗi em luôn, ok. Rồi. Được không? Chưa, chưa. Có thi nữa không? Rồi, có. Em có 60 giây, 60 giây của em bắt đầu. Sắp thi thách thức danh hài á? Cho đi chung với, đi phụ. Mày nói gì? Nghe mắc cười quá. Chừng nào á, mày gỡ cái niềng răng của mày ra, mày nói chuyện với tao. Ủa mày mắc cười quá, tao nói cho mày biết nha, tao niềng răng tao đào hết của nhà mày hay gì. Nè nè, tao nói cho mày biết, tao biết cái vai phụ, cho nên hồi nãy tao đâu có dám nói nhiều, đúng không? Trấn Thành, Trường Giang lên, tao nói đúng một câu cái tên của tao thôi, cái là cái điều đơn giản ai cũng phải biết vậy ta. Tao biết cái vai sân khấu của tao. Đừng có nói, mày nói tao luôn đi, mày đi thi luôn, mày thi luôn. Tao cho mày cái sân khấu này luôn. Ừ, đó, thấy không? Diễn viên chính mà diễn không có tâm với nghề. Bỏ diễn viên phụ ở đây, ngồi nói như con khùng. Nói như một con điên, 28 giây, 27 giây vô. Cái gì, đi vô cái gì? Ủa mày tưởng tao vô cánh gà là tao im hả? Xin lỗi mày nha, tao vẫn nói. Bây giờ là tao vô giỡn mà tao vẫn... Bé này quá giỏi. Quá giỏi, bản lĩnh. Cái bản lĩnh em rất là tốt.
quá giỏi. Mà hồi nãy á, đang là cái đầu tụi em nhá, cái anh đã cho tụi em một cái gợi ý đúng không? Là cô bé này là người chính, kêu thi nữa không? Thì vừa mở màn cái em không diễn. Thì cổ kêu em hoài, tại sao không diễn? Em quay qua em dằn cổ là: ê, mày hỏi ý tao chưa? Có nghĩa là mày muốn thi nhưng mà mày chưa hỏi ý tao đúng không? Thì cái đó là mình ăn màu đầu rồi. Thì bây giờ khi vào cái kịch chính, anh Luật bấm, cái em bò qua em nói là đúng không? Ê, nghe nói mày thì thích danh hài đúng không? Cho tao diễn phụ đi. Thì em phải dằn cổ là: mày hỏi ý, mày hỏi ý tao chưa? Nãy giờ mày dằn tao, bây giờ tao không cho mày diễn nè. Ngay cái đoạn đầu nó em dằn cái đó nó là người ta lại cười thêm một đoạn nữa rồi. Nhưng mà anh khen cái tiểu phẩm vừa rồi là cái cô bé này, cái khả năng nói và cái tâm lý tin nhân vật của cổ á. À, em tâm sự chút là cứ thể ai đụng tới cái niềng răng của em là em sẽ như vậy. Nó bị nhạy cảm, ví dụ đó thiệt á. Niềng răng này có gì đâu. Nó mang, nó không cho em ăn guốc luôn. Tại vì nó bị dị ứng cái nhà sĩ. Em thấy mắc cười, em bỏ tiền em niềng ăn cái tụi ai cũng lấy miếng nó diễn chưa. Không, nhưng mà cái niềm tin em mãnh liệt lắm. Anh cười là cười vì cái đó em rất là tập trung và bình tĩnh. 10 triệu. 10 triệu nữa không? À, đủ mục tiêu nó rồi. Mục tiêu nó kêu em lên vậy thôi. Dạ, cho em xin phép ôm anh Trường Giang cái đó. Từ từ thôi anh. Thôi mình ngồi đây đi anh. Trời ơi. Em thích ôm ngồi tại vì anh lùn quá. Trời ơi. Em sợ là em bằng anh. Rồi ôm lại, bớt nói lại. Rồi, đó, dạ, đi. Cảm ơn. Ừ. Dạ, cho em xin phép dừng lại. Mình còn tiểu phẩm nữa không? Hay là vì lý do không còn tiểu phẩm? Dạ, có nhiều lắm. Nhưng mà do lần đầu tiên con trên sân, ý em trên sân khấu, cho nên em không có tự tin lắm mấy cái còn lại. Mục tiêu nó kêu em tới đây vậy thôi chứ. Thôi giờ em cho nó quyết định đó. Em được bao nhiêu? Chưa biết nữa. Tại vì kiểu em kêu thì diễn thôi. Con gái cũng được dễ dàng vậy. Bây giờ người ta quyết định lương mình đâu có được. Bây giờ mình phải chơi tiếp. Để ít nhiều gì cứ như là bét lắm, nó chia mình mỗi vòng triệu mình mới được 3 triệu. Đúng không? Nhưng mà thua là không có triệu nào luôn. Không sao đâu. Chơi mà chơi tới mà, nó đụng tới niềng răng mình đâu bỏ qua cho nó được. Giờ tới anh đụng em mà. Cái này là anh dụng. Xin lỗi. Bây giờ làm sao? Hay em đang có 10 triệu. Biết mày. Hội ý, anh cho tiền hội ý, thoải mái. Hai đứa có thể bàn tới tối, được. Rồi, dắt nó về luôn. Mở micro lớn lớn nha. Cuối cùng bây giờ, đi tiếp hay dừng lại? Em ơi, xin phép dừng lại. Rồi, chúc mừng hai em ra về với 10 triệu tiền thưởng. À, có thể cho anh Trấn Thành lên trao tiền thưởng cho em. Này, nhưng mà vì sao? À, có miếng gì không nè? Không, tại vì tâm sự thật luôn là em rất là thích diễn, nhưng mà từ đó giờ rất là thích anh Trấn Thành, nhưng mà luôn luôn coi anh ở cái cương vị là khán giả thôi. Thì hôm nay là lần đầu tiên em được đứng diễn xuất trước anh, và cảm ơn anh đã cười cho em. Anh không biết sao chứ anh nói thật là anh rất là thích thấy em diễn. Cái này là nói thiệt, từ nãy giờ anh thấy em là cô bé có cái tố chất hài hước ở trong con người của em. Em nhìn sự việc hài hước. Anh đang vẫn rất là hy vọng là hai đứa sẽ diễn vòng kế tiếp. Nếu anh tặng cho tụi em cái tờ này thì tụi em có thể tặng cho anh cái tiểu phẩm kế tiếp nữa được không? Dạ, được. Hợp lý mà đúng không? Bây giờ mình diễn trước đi rồi sẽ gửi lại cho tụi em món quà mà tụi em đã bảo lưu lại. Anh nói là không được dễ dãi vậy thôi, anh gửi trước đi chứ mắc cỡ. Hay quá trời. Thông minh. Cũng như em nói, anh không được dễ dãi. Anh sẽ giữ đó cho khi nào em diễn cho anh coi xong anh mới tặng cho em. Không, đúng luật là phải đưa trước đó. Vậy hả? Tại người ta thắng rồi. Tôi không có dễ dãi đâu. Còn có chuyện người ta bonus hay không thì quyền người ta, nhiều khi người ta lấy xong người ta về mình cũng đâu trách được. Ê. Rồi bây giờ tiền thưởng là đã trao rồi. Bây giờ là... Yeah. Nha. Anh đụng tới cái niềng của em quê chứ em đụng tới cái lòng sĩ diện của anh nha. Anh mới gửi cho em 10 triệu để được coi một tiểu phẩm nha, ok? 10 triệu em còn chưa đủ cái hàm niềng em.
cái hàm điện gì nó có chia cho em đâu. Em chắc gì nó chia. Đúng không? Thôi tao đi về trước nha. Đi về diễn đi. Coi như là khuyến mãi đi. Khuyến mãi đi. Người ta năn nỉ quá. Bởi người ta năn nỉ quá. Nãy giờ là tôi không năn nỉ nha. Cho em xin phép vô chuẩn bị. Được. Dạ. Chuẩn bị gì nữa? Em cũng chả biết. Cái gì chuẩn bị cái gì mà không biết luôn. Dạ anh xin bắt đầu ạ. Rồi. Bắt đầu. Hai em có 60 giây, 60 giây bắt đầu. Ê ê ê ê ê ê. Ê. Mày kêu ê mà mày dòm hai ổng. Ê ê ê, nói nghe nè. Ủa, bữa hổm nghe nói trùng tu nhan sắc mà sao thấy cũng vậy vậy? Còn cái này xong gỡ ra cái niềng ăn á, xong gỡ ra. Cái dòng hồi nãy chưa chịu phải không? Cái dòng hồi nãy tao chưa có đụng, tao mới đụng nhẹ nhẹ à. Sao tao bấm đèn tao cắn à. Trời ơi, tao đâu có vô duyên đâu. Ê ê ê, ê mày ơi, trai gọi mà tao vô duyên quá sao nói chuyện nhừ. Nói vậy cha sao nghe. Ê ê đi trời. Ráng đứa miệng vô duyên để tao. Ê nhớ nhắc tuồng, nhắc tuồng. Alo, anh hả? Anh buồn ngủ chưa? Chưa luôn hả? Ừ, chưa luôn. Chưa gì nữa. À em nhớ anh quá à. Vậy hả? Anh cũng nhớ em ạ. À anh, em có tin vui, em có bầu rồi. Trời đất ơi, công nhận nha, mày tu chính kiếp mới quen được thằng bồ này. Tao nói thiệt với mày, vừa nghe mày có bầu tắt điện thoại đi kêu làng xóm liền. Bởi vậy tao nói mày tu chính kiếp gặp thằng bồ vậy. Tôi quyết định đúng, dừng lại là đúng rồi đó. Hay quá. Nhưng mà anh vẫn bảo lưu cái quan điểm của anh là cô bé này rất có năng khiếu về hài. Anh hỏi thật là em có muốn làm diễn viên không hay là chỉ là đây là cuộc dạo chơi thôi. Bây giờ muốn làm nhân viên mà chưa ai nâng đỡ kìa. Em cũng có đi thi, em cũng lốt, nói chung là em bỏ 2 năm thi vì cái tuổi của em là người ta đã thi sẽ có điện ảnh cách đó mấy năm rồi, xong rồi 2 năm sau em mới có đủ tự tin em đi, xong rồi khi mà thi xong thì em tự cảm thấy là mình chắc không đủ khả năng nên em không có lên coi kết quả. Anh thấy em rất là có năng khiếu, cái này nó nghiêm túc và anh thấy em là cái người có khả năng và em có duyên. Quan trọng là em giữ cái độ bình tĩnh rất là tốt. Đó là một trong những cái mà diễn viên hài á họ cần. Cần cái sự bình tĩnh, cái độ điềm tĩnh của con người để mà mình mang đến tiếng cười cho người khác. Thì anh Thành khuyên em là em nếu mà em thích thì em hãy theo đuổi cái đam mê này của mình. Tại vì anh thấy em có khả năng, em có năng khiếu, cái này là nói thiệt. Cô bé này thì bình tĩnh lại hơn một tí. Tại vì em diễn em bị rối quá. Phải chậm lại một tí nữa thì mới tốt được. Anh nghĩ là vậy nha. Cảm ơn hai bé rất là dễ thương đến với chương trình. À, mẹ em trước khi đi kêu dặn anh Trường Giang cho đỡ buồn.